Hết giờ rồi. Mời ai vào đầu bên đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi sẽ công bố kết quả với số điểm 3-1. Vận động viên trang phục màu đỏ thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng hạng nữ 48kg nữ thiếu niên thuộc về vận động viên Phạm Thị Thanh Mai của đơn vị Vĩnh Bảo, vận động viên Vũ Thảo Uyên của đơn vị Tiên Lãng ở vị trí thứ tư. Mời vận động viên Trần Thị Hiền Diệu của đơn vị Tiên Lãng, Nguyễn Yến Nhi của đơn vị Vĩnh Bảo lên thảm. Sau Diệu và Nhi, Đặng Thanh Vân của đơn vị Tiên Lãng, Vũ Thị Minh Ngọc của đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị. Các đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên đã có lịch thi đấu tranh huy chương của vận động viên của đơn vị chúng ta. Càng về trận về sau này thì các đồng chí bố trí cho các em ăn nhẹ để các em đủ thể lực thi đấu tiếp được những trận cuối cùng. Có thể các trận đấu sẽ kéo dài rất muộn. Mời vận động viên Trần Thị Hiền Diệu của đơn vị Tiên Lãng và Nguyễn Yến Nhi của đơn vị Vĩnh Bảo lên thảm. Sau Diệu và Nhi là Đặng Thanh Vân của đơn vị Tiên Lãng, Vũ Thị Minh Ngọc của đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu, mời trọng tài 12 vận động viên vào thảm. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 52kg, Trần Thị Hiền Diệu đơn vị Tiên Lãng trong màu đỏ, Nguyễn Yến Nhi đơn vị Vĩnh Bảo trong màu xanh. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Xanh một điểm. Không có kỹ thuật tiếp theo. Hai vận động viên thi đấu ở tư thế đứng. Hiệp thứ nhất, mời hai vận động viên về ghế nghỉ. Ở hiệp 1, áo đỏ 0 điểm, áo xanh 1 điểm.
chàng nghỉ. Hiệp thứ hai bắt đầu. Sau trận này còn là bên Đặng Thanh Vân của đơn vị Đà Nẵng, Vũ Thị Minh Ngọc của đơn vị Bảo Trần để trang phục xanh một điểm. Thôi trở đổi rồi, mời hai bạn bên đứng ra để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 50 giây hiệp 2. Bạn bên mang trang phục màu xanh thắng trở đổi. Như vậy, quý trọng đồng thuộc về bạn bên Nguyễn Yến Nhi của đơn vị Vĩnh Bảo. Và đứng ở vị trí thứ tư là Trần Thị Hiền Diệu của đơn vị Tây Lạc. Tranh huy chương đồng hạng 48kg, Đặng Thanh Vân của đơn vị Tiên Lãng, Vũ Thị Minh Ngọc của đơn vị Vĩnh Bảo, mời hai bạn đơn vị lên thảm. Sau Vân và Ngọc là Vũ Văn Dương của đơn vị Tiên Lãng, Nguyễn Tuấn Anh của đơn vị An Dương, nên thi đấu ở nội dung 42kg nam thiếu niên. Chúng tôi xin giới thiệu Đặng Thanh Vân đơn vị Tiên Lãng trong một màu đỏ, Vũ Minh Ngọc đơn vị Vĩnh Bảo trong một màu xanh. Và đội bên chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Thank you.
dừng trận đấu, tạm dừng trận đấu. Thôi, tôi nói rồi. Mời hai vận động viên đứng tạm để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 58 giây hiệp 1. Vận động viên mang trang phục màu đỏ thắng tuyệt đối. Như vậy, huy chương vàng ở hạng 57kg nữ thiếu niên huy chương đồng thuộc về vận động viên Đặng Thanh Vân của đơn vị Tiến Lãng. Đứng thứ tư là Vũ Thị Minh Ngọc của đơn vị Vĩnh Bảo. Tranh huy chương đồng hạng 42kg nam thiếu niên Vũ Văn Dương đơn vị Tiến Lãng, Nguyễn Tuấn Anh đơn vị An Dương. Mời hai vận động viên lên thẳng. Sau Dương và Anh là vận động viên Cao Nhật Minh đơn vị Tiến Lãng, Phạm Quốc Đạt đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị trang phục. Tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 42kg Vũ Văn Dương đơn vị Thiên Lãng trang phục màu đỏ, Nguyễn Tuấn Anh đơn vị An Dương trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị vận động viên bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Một điểm. Đi ngang tuyệt đối không được đi dọc. Không có kỹ thuật tiếp theo, hai vận động viên thi đấu ở dưới thế đứng. Dừng trận đấu. Đỏ 2 điểm. Hết hiệp thứ nhất, mời hai vận động viên về ghế nghỉ. Ở hiệp 1, áo đỏ 3 điểm, áo xanh 0 điểm. Yeah.
Hết giờ nghỉ. Hiệp thứ hai bắt đầu. Đỏ 3 điểm. Đỏ 1 điểm. Thôi thì nói rồi. Mời ai vào bên đứng như thế nào để có bối quà. Chúng tôi xin có bối quà. Ở lúc 23 giây hiệp 2, vận động viên áo đỏ thắng tuyệt đối. Như vậy, huy chương đồng thuộc về vận động viên áo đỏ của đơn vị Tiến Lãng. Đứng vị trí thứ 4 là Phạm Quốc Đạt của đơn vị. Xin lỗi, đứng thứ 4 là vận động viên Nguyễn Tuấn Anh của đơn vị An Dương. Mời vận động viên Cao Nhật Minh của đơn vị Tiến Lãng, Phạm Quốc Đạt của đơn vị Vinh Bảo lên thảm. Sau Minh và Đạt là Vũ Hoàng Hiệp của đơn vị An Dương, Hoàng Khánh Tăng của đơn vị Dương Kinh chuẩn bị. Trọng tài đưa ai vào đơn bên và giữa thảm. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 53kg. Cao Nhật Minh, đơn vị Thế Lãng, trang phục màu đỏ. Phạm Quốc Đạt, đơn vị Vĩnh Bảo, trang phục màu xanh. Và đơn bên chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất, bắt đầu. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 17 giây hiệp 1, vận động viên mang trang phục màu đỏ thắng cuộc. Mời vận động viên Vũ Hoàng Hiệp của đơn vị An Dương, Hoàng Khánh Đăng của đơn vị Dương Kinh lên thảm. Sau Hiệp và Đăng là vận động viên Đinh Bùi Quang Vinh, đơn vị An Dương, Hoàng Đức Hải, đơn vị Tiến Lãng chuẩn bị. Trọng tài 12 vận động viên bảo thảm, tranh huy chương đồng hạng 59kg, Vũ Hoàng Hiệp, đơn vị An Dương, trang phục màu đỏ. Hoàng Khánh Đăng, đơn vị Dương Kinh, trang phục màu xanh. Vận động viên chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Xanh 2 điểm. Tạm dừng trận đấu. Go!
tạm dừng trận đấu, đỏ 1 điểm. Xanh 1 điểm. Kỹ thuật vừa rồi, đỏ 2 điểm, xanh 2 điểm. Hết hiệp thi đấu thứ nhất, mời hai vận động viên về ghế nghỉ. Ở hiệp 1, áo đỏ 3 điểm, áo xanh 7 điểm. Mời hai vận động viên vào thi đấu hiệp thứ hai. Hiệp thứ hai bắt đầu. Xanh 1 điểm. Tạm dừng trận đấu. Xanh 1 điểm. Tạm dừng trận đấu. Tạm dừng. Xanh 3 điểm. Xanh 2 điểm. Thôi, hết 3 điểm rồi. Mời hai vận động viên đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 28 giây hiệp 2 với số điểm cách biệt 13-3. Vận động viên áo xanh thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng thuộc về vận động viên Hoàng Khánh Đăng của đơn vị Dương Kinh. Ở vị trí thứ 4 là Vũ Hoàng Huyệp của đơn vị An Dương. Xin mời vận động viên Đinh Bùi Quang Vinh của đơn vị An Dương, Hoàng Đức Hải, đơn vị Tiên Lãng. Sau Vinh và Hải là vận động viên Tô Thị Chi của đơn vị An Dương, Trần Quỳnh Chi của đơn vị Vĩnh Bảo, chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin mời hai vận động viên vào làm nhiệm vụ thi đấu. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 66 kg nam thiếu niên Đinh Bùi Quang Vinh, đơn vị An Dương, trang phục màu đỏ. Hoàng Đức Hải, đơn vị Tây Lãng, trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị vận động viên bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Xanh. Tạm dừng. Vận động viên chú ý nghe còi của trọng tài. Xanh 3 điểm.
đỏ 2 điểm, đỏ 3 điểm. Tiếp tục trận đấu. Tạm dừng trận đấu. Các vận động viên nghe còi của trọng tài. Đỏ 1 điểm. Không có bên đánh tiếp theo, hai vận động viên đứng dậy thi đấu ở trên thế đứng. Đỏ 1 điểm. Hết hiệp thứ nhất, mời hai vận động viên về ghế nghỉ. Ở hiệp 1, áo đỏ 6 điểm, áo xanh 3 điểm. Mày đầu trâu à? Đầu trâu à? Hết giờ nghỉ, mời hai vào bên và thi đấu hiệp thứ hai. Hiệp thứ hai bắt đầu. Xanh 2 điểm, xanh 1 điểm. Tạm dừng trận đấu. Tiếp tục trận đấu. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần thi đấu của hai vận động viên. Tạm dừng trận đấu. Tiếp tục trận đấu. Không có kỹ thuật tiếp theo, hai vận động viên thi đấu ở tuyến thế đứng. Đỏ 1 điểm. Xanh 1 điểm. Tạm dừng trận đấu. Yeah.
từ trận đấu. Hết giờ rồi. Mời hai vận động viên đứng lại để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả với số điểm 10/7. Vận động viên mang trang phục màu đỏ thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng hạng 66kg thiếu niên thuộc về vận động viên Đinh Bùi Quang Vinh, đơn vị An Dương. Đứng vị trí thứ tư là Hoàng Đức Hải của đơn vị Thiên Lãng. Cảm ơn là chú Đăng Nguyễn ạ. Xin mời vận động viên Tô Thị Thùy Chi của đơn vị An Dương, Trần Quỳnh Chi đơn vị Vĩnh Bảo lên thảm. Sau Chi và Chi là vận động viên Phạm Công Hiền của đơn vị Tiên Lãng, Lê Minh Tú của đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị trang phục. Trọng tài Phạm Thị Thúy, Đoàn Thị Thúy. Mời trọng tài Đoàn Thị Thúy lên điều hành trận đấu. Các trọng tài khác không thay đổi. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 65kg Tô Thị Thùy Chi, đơn vị An Dương trang phục màu đỏ. Trần Quỳnh Chi, đơn vị Vĩnh Bảo trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị, mời đơn vị chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Tôi nói rồi, mời hai vận động viên đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 38:01, vận động viên mang trang phục màu xanh thắng tuyệt đối. Như vậy huy chương vàng thuộc về vận động viên Trần Quỳnh Chi của đơn vị Vĩnh Bảo. Huy chương bạc đồng thuộc về vận động viên Trần Quỳnh Chi của đơn vị Vĩnh Bảo, và đứng vị trí thứ tư là Tô Thị Thùy Chi của đơn vị An Dương. Mời vận động viên Phạm Công Hiền của đơn vị Tiên Lãng, Lê Minh Tú của đơn vị Vĩnh Bảo. Sau Hiền và Tú là Phạm Tùng Lâm của đơn vị Tiên Lãng, Vũ Hoàng Anh của đơn vị Tiên Lãng chuẩn bị. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 54kg nam trẻ, Phạm Công Hiền đơn vị Tiên Lãng mang trang phục màu đỏ, Lê Minh Tú đơn vị Vĩnh Bảo trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Thank you.
ơn anh Sáu Đi nhé. Đỏ một điểm. Xanh 3 điểm, xanh 1 điểm. Thôi thì nói rồi, mời ai vào đây đứng tại chỗ để có bốn quả. Chúng tôi sẽ có bốn quả ở lúc 2 phút 53 giây và đồng viên trang phục màu xanh thắng tuyệt đối. Như vậy là huy chương đồng thuộc về vận động viên Lê Minh Tú của đơn vị Vĩnh Bảo, vận động viên của đơn vị Tiên Anh của đơn vị Tiên Lãng. Sau Lâm và Anh của đơn vị Tiên Lãng lên thi đấu là vận động viên Bùi Văn Tuyến của đơn vị Nguyễn Thùy, Nguyễn Minh Nam của đơn vị Tiên Lãng chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 58kg Phạm Tùng Lâm đơn vị Tiên Lãng trang phục màu đỏ, Vũ Hoàng Anh đơn vị Tiên Lãng trang phục màu xanh. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Đỏ 1 điểm, đỏ 2 điểm. Tạm dừng trận đấu. Thôi kiểu đói rồi, mời hai vận động viên đứng thế nào để công bố quà. Chúng tôi xin công bố quà ở lúc 1 phút 47 giây hiệp 1. Vận động viên mang trang phục màu xanh thắng tuyệt đối. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Vũ Hoàng Anh của đơn vị Tiên Lãng. Phạm Tùng Lâm đứng ở vị trí thứ tư. Tranh huy chương đồng hạng 63kg Bùi Văn Tuyến đơn vị Kiến Thụy, Nguyễn Minh Nam đơn vị Tiên Lãng. Vận động viên Phạm Văn Huy Hoàng của đơn vị Kiến Thụy và Bùi Tuấn Anh của đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị trang phục. Không chịu quan hệ giống coi như là thể thao văn hội này chịu có quan hệ mới... Trọng tài cho hai vận động viên vào giữa đoàn. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 63kg Bùi Văn Tuyến đơn vị Kiến Thụy trang phục màu đỏ, Nguyễn Minh Nam đơn vị Tiên Lãng trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Dâm dâm. Nam ơi, Nam ơi. Chế xuống
đỏ một điểm. Đỏ 3 điểm. Đỏ 1 điểm. Rồi, trận đấu rồi. Mời hai vận động viên đứng giữa thảm để công bố kết quả. Mời hai vận động viên đứng thảm công bố kết quả. Chúng tôi sẽ công bố kết quả ở lúc 41 giây hiệp 1, vận động viên trang phục màu đỏ thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng hạng 63kg nam trẻ thuộc về vận động viên của đơn vị Thiên Thụy. Đứng ở vị trí thứ tư là đơn vị Nguyễn Minh Nam của đơn vị Thiên Lãng. Mời vận động viên hạng 69kg Phạm Văn Huy Hoàng đơn vị Kiến Thụy và Bùi Tuấn Anh đơn vị Minh Bảo lên thảm. Sau Hoàng và Anh là hạng 75kg Nguyễn Đức Tuấn của đơn vị Minh Bảo, Nguyễn Quốc Anh của đơn vị Minh Bảo chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 69kg nam trẻ Phạm Văn Huy Hoàng đơn vị Kiến Thụy trong bộ màu đỏ, Bùi Tuấn Anh đơn vị Bảo trong bộ màu xanh. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Tạm dừng trận đấu.
đỏ 1 điểm. Hết hiệp thứ nhất, mời hai vận động viên về ghế nghỉ. Ở hiệp 1, áo đỏ 5 điểm, áo xanh 1 điểm. Hết giờ nghỉ giải lao, mời hai vận động viên vào thi đấu. Hiệp thứ hai, hiệp thứ hai bắt đầu. Mời hai vận động viên đứng dưới thảm để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 10 giây hiệp 2 với số điểm cách biệt 11-1, vận động viên áo đỏ thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng thuộc về vận động viên Phạm Văn Huy Hoàng của đơn vị Kiến Thụy. Vận động viên Bùi Anh Tuấn của đơn vị Vĩnh Bảo đứng ở vị trí thứ tư. Mời vận động viên Nguyễn Đức Tuấn của đơn vị Vĩnh Bảo và Nguyễn Quốc Anh của đơn vị Vĩnh Bảo. Sau trận đấu này, mời vận động viên Trần Thị Hoa của đơn vị Vĩnh Bảo và Phạm Thị Yên của đơn vị Tiên Lãng chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 75kg, Nguyễn Đức Tuấn đơn vị Vĩnh Bảo trang phục màu đỏ, Nguyễn Quốc Anh đơn vị Vĩnh Bảo trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Sau trận này, mời vận động viên nữ vô địch ở hạng 59kg, Đỗ Thị Thanh Thư của đơn vị Kiến Thụy, Đặng Thị Lương của đơn vị Tiên Lãng chuẩn bị trang phục xanh 3 điểm. Tạm dừng trận đấu. Ông ăn ông chạy đi đâu luôn. Xanh 3 điểm, xanh 1 điểm. Thôi tuyệt đối rồi, mời hai vận động viên đứng giữa thảm để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 45 giây. Hiệp thứ nhất, vận động viên áo xanh thắng tuyệt đối. Ban tổ chức tôi xin thông báo để chuẩn bị cho buổi thi đấu của chiều nay. Trong lễ trao thưởng, ban tổ chức tôi xin nhắc các vận động viên đạt huy chương đồng đã đạt huy chương đồng buổi chiều nay, đề nghị các vận động viên lưu ý cho các vận động viên chuẩn bị trang phục sau khi kết thúc các nội dung của thiếu niên
nam, nữ. Chúng tôi từng nội dung chúng tôi sẽ trao huy chương luôn. Vậy lưu ý các đồng chí huấn luyện viên và các vận động viên đạt thành tích, lưu ý. Mời vận động viên Đỗ Thị Thanh Thư của đơn vị Kiến Thụy và Đặng Thị Lương của đơn vị Tiên Lãng lên thảm. Sau Thư và Lương là mời vận động viên Nguyễn Phương Anh của đơn vị Vĩnh Bảo, Đoàn Thị Quyên của đơn vị An Dương chuẩn bị trang phục. Mời vận động viên Đỗ Thị Thanh Thư của đơn vị Kiến Thụy và Đặng Thị Lương của đơn vị Tiên Lãng lên thảm thi đấu. Sau Thư và Lương là Nguyễn Phương Anh của đơn vị Vĩnh Bảo, Đoàn Thị Quyên của đơn vị An Dương chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng nữ vô địch hạng 59kg Đỗ Thị Thanh Thư đơn vị Kiến Thụy trang phục màu đỏ, Đặng Thị Lương đơn vị Tiên Lãng trang phục màu xanh. Trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Vâng ạ, nhưng mà ở xa lắm anh ơi. Trọng tài nhắc hai vận động viên thi đấu tích cực hơn. Kỹ thuật vừa rồi áo xanh 2 điểm, áo đỏ 2 điểm. Hai vận động viên thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu, trọng tài nhắc vận động viên áo đỏ thi đấu tiêu cực lần thứ nhất. Hết giờ, hết hiệp thứ nhất, mời hai vận động viên vào ghế nghỉ.
ở hiệp 1, áo đỏ 2 điểm, áo xanh 2 điểm. Tiếp tục trận đấu. Tạm dừng trận đấu. Hai vận động viên khẩn trương, thời gian. Dừng trận đấu. Thank you.
hai vận động viên thi đấu ở tuyến đứng. Khẩn trương, hai vận động viên khẩn trương. Tiếp tục trận đấu. Đỏ một điểm. Hết giờ rồi. Mời hai vận động viên đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở với số điểm 5/4, vận động viên áo xanh thắng cuộc. Như vậy huy chương đồng thuộc về vận động viên áo xanh của đơn vị Tiến Lãng. Ở vị trí thứ tư là vận động viên của đơn vị Kế Thụy. Mời vận động viên Nguyễn Phương Anh của đơn vị Bích Bảo, Đoàn Thị Quyên của đơn vị An Dương. Sau Phương Anh và Quyên của đơn vị An Dương là vận động viên Đỗ Đức Anh của đơn vị Bích Bảo và Đỗ Minh Anh của đơn vị Bích Bảo chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hàng 67kg Nguyễn Phương Anh đơn vị Bích Bảo trang phục màu đỏ. Đoàn Thị Quyên đơn vị An Dương trang phục màu xanh. Cho ta chuẩn bị vận động viên bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Xanh một điểm. Đỏ hai điểm. Đỏ một điểm. Thôi chuyển đổi rồi. Mời hai vận động viên đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1:03 hiệp 1, vận động viên áo đỏ thắng tuyệt đối. Như vậy huy chương đồng thuộc về vận động viên Nguyễn Phương Anh của đơn vị Bảo, đứng ở vị trí thứ tư là Đoàn Thị Quyên của đơn vị An Dương. Mời trọng tài Vinh lên điều hành chống và trọng tài Thực lên trọng tài biên. Xin mời vận động viên hạng 52kg nội dung vật vô địch dân tộc Đỗ Đức Anh của đơn vị Vĩnh Bảo, Đỗ Minh Anh của đơn vị Vĩnh Bảo lên ngồi ghế. Đô Cao Việt Bách của quận Đồng Bàng và Phạm Trọng Hoàng của đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 52kg Đỗ Đức Anh của đơn vị Vĩnh Bảo mang khố đỏ, Đỗ Minh Anh đơn vị Vĩnh Bảo mang khố xanh. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Hai đô xe đài. Thôi đừng có chết nhau.
hai đôi mắt tay nhau, trọng tài chuẩn bị vận động viên chuẩn bị hiệp thứ nhất bắt đầu. Thôi, thua rồi. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 2 phút 10 giây hiệp 1, Đô Mang Cố Xanh thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng thuộc về Đỗ Minh Anh của đơn vị Vĩnh Bảo, Đỗ Đức Anh ở vị trí thứ tư. Tranh huy chương đồng hạng 57kg, Cao Việt Bách, quận Hồng Bàng, Phạm Trọng Hoàng, đơn vị Vĩnh Bảo, mời hai vận động viên lên thẳng. Sau Bách và Hoàng là Bùi Mạnh Cường, đơn vị An Dương, Trịnh Long Thành, đơn vị Vĩnh Bảo chuẩn bị. Chúng tôi xin giới thiệu Đô Cao Việt Bách, quận Hồng Bàng, Mang Khố Đỏ, Phạm Trọng Hoàng, đơn vị Vĩnh Bảo, Mang Khố Xanh. Mời A Đô bảo đảm nghe lệnh cho người chống xe đạp. A Đô xe đạp. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Thôi, thua rồi. Mời hai vận động viên đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 10 giây của hiệp thứ nhất, Đô Mang Cố Xanh thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng thuộc về Đô Phạm Trọng Hoàng của đơn vị Vĩnh Bảo. Mời Đô Bùi Mạnh Cường của đơn vị An Dương và Trịnh Long Thành của đơn vị Vĩnh Bảo lên thẳng. Sau Cường và Thành là Đặng Văn Thương của đơn vị Kiến Thụy, Đào Hồng Hải của đơn vị An Dương chuẩn bị.
Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương đồng hạng 62kg Bùi Mạnh Cường, đơn vị An Dương, mang khố đỏ. Trịnh Long Thành, đơn vị Vĩnh Bảo, mang khố xanh. Mời hai đô vào nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Hai đôi xe đài. Các trọng tài chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Này sang anh về sau rồi. Nốt chặn này. Nốt chặn này về. Cần to này như là nó toàn ngoài hô mê trực tiếp. Ôi, thôi rồi, mời hai đôi đứng giữa thảm để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 42 giây hiệp 1, đô mang khố xanh thắng cuộc. Như vậy, huy chương đồng thuộc về đôi Trịnh Long Thành của đơn vị Vĩnh Bảo, đô Bùi Mạnh Cường của đơn vị An Dương ở vị trí thứ tư. Rồi, ok, Bắc Ninh xin cảm ơn tất cả anh chị em đã đến ủng hộ cho đoàn Đồng Nai của Bắc. Mời đô Đặng Văn Thương của đơn vị Kết Thụy và Đào Hồng Hải của đơn vị An Dương lên thảm.